tía làm gì ngồi như cái tượng, như bé cuốn đặt trước sân nhà con. Ổn à. Nghĩ sao tôi giống con ra trước cửa nhà mày hả? Cái mặt chú giống hỗn nữa, nói đàn giống nữa giờ. Con chó nào mà bay lớn đây, nuôi con chó bay lớn đây chắc tài ra chú Lục á. Tôi đang đâm chiêu chuyện khác ông ơi. Đang suy nghĩ về tiết mục văn nghệ Hội Người Cao Tuổi 8 diễn với 4 đúng không? Bây không có khờ chút nào chứ. Bây lấy cái lá trắng tư vô để bôi dịu mất đồng 8 đúng không? Được, cái này cho qua. Nhưng mà thấy ý con á, biểu diễn cho người sắp tới 8 với 4 sẽ diễn cái gì cho nó ăn ý nè. Con nghĩ nên nhảy hip hop. Hip hop là tuổi trẻ, ke nhảy này kia. 8 với 4 cả này nhảy đó giống siết khỉ hiểu không? Đúng là hồi nào dung đó mà. Là gì? Thằng rể khờ thì thế nào trai vợ cũng. Mình phải làm cái gì khác người thì mình mới lãnh được giải chứ tía. Sao mệt quá. Rể với ông trai vợ không dính gì máu mũi nhau chứ. Quá quá. Thôi cứ quyết định gì đi. Con sẽ cho tí mượn mấy cái nón hip hop con mới mua. Ê nhắc cái nón mới nhớ nha. Sáng nay đi ra được không có cái nón. Thiệt là tình. Đúng rồi cái nón rồi. Cảm ơn, đi về đi. Tao lao à. Nãy giờ tí bần thần là giống ngồi suy nghĩ giống con chó đá đúng không? Là do suy nghĩ tao không có cái nón. Rồi được rồi tao có bạn rồi về đi. Về nghe. Rồi. Ê Khoa. Dạ. Ủa cái nón tóc đâu đây mày làm chứ nó ngồi bánh mì quá vậy? Mày nhát cái đó rồi đội thùm thùm hay sao? Sáng đi đưa cho con. Tí để quên ở nhà đó. Đầu óc Tám lúc này nó sao á. Đi ra khỏi nhà cũng không quên nó nón được. Rồi cảm ơn con nha. Thôi con xong nhiệm vụ rồi nha. Con về con chơi Vy tiếp đây. Rồi con. Ở vậy người mình không có nón nó chất quớt rồi, nó không giống ai nha. Đó, giống ai bình thường rồi đó. Rồi, cảm ơn nha. Tám không lấy tiền xe hả? Mình xin lỗi Tám nha. Giờ rồi đầu óc mình nó sao á, bệnh bồng đâu á. Ủa? Tính chơi bóng chuyền hả? Thắm tính đưa nhưng mà sợ Tám nhận tiền xong cái Tám giọt xe đi mất. Ủa thì phải lẽ rồi. Thì chở Thắm tới đây thì đưa nón xong đưa tiền rồi giọt xe đi mất thì chạy khu khác ở đây chứ chẹn. Nhưng mà Tám nhớ lại coi Tám có để quên thứ gì không? Nó tiền đang gửi đây. Lúc này đầu óc tôi, xin lỗi nha, đầu óc tôi lúc này sao á. À con, cho tí hỏi này nè. Sáng hôm nay tí hành trang ra đường á, tí gồm có cái gì vậy con? Tính luôn chiếc xe. Dạ cảm ơn con. Điện về tổng tư lệnh rồi, không có thay đổi gì hết. Y chang vậy, chỉ cần 60.000 nó về đây là đủ. Không thiếu gì hết. Tám đã quên khóa cửa trái tim để Thắm đi lạc lối vô trong đó rồi nè. Tim hả rồi? Đó không phải khu đây. Trời đất ơi, không phải. Trái tim đây là trái tim nhân từ, chứ không phải là trái tim tình yêu đâu cha nội. Là sao? Thú thật với Tám á, là hôm nay Thắm lên đây á để thăm đứa con trai nó đang trọ học ở trên đây nè. Nhưng mà không có đào ở đâu ra mấy trăm ngàn để cho con đóng tiền phòng trọ hết trơn á. Tám cho Thắm vay nghe. Thắm, tôi nhìn sâu được trong mắt Thắm. Thắm nhìn vào tôi, Thắm biết rằng tôi là người không gì ngoài trái tim nhân từ đúng không? Ai kẹt Thắm giúp liền. Đây, có nhiều dự ở đây. Dạ. Tôi hứa là khi nào tôi về á, tôi sẽ vay tiền rồi trả sớm cho Tám nha. Mình á là văn nghệ ở miệt vườn thì tôi với ông á cứ lên mình ca cổ, mình làm tới là lấy tiền. Sao mà tôi nghĩ đơn giản quá vậy? Lần đầu tiên đôi ta đứng chung một sân khấu mà mình phải làm cái gì ấn tượng chứ, ca cổ thì ai mà không ca được. Ấn tượng hả? Khoa khờ biết gợi ý gì không? Gợi ý sao? Nó kêu đôi ta nhảy hip hop á. Trời, nghĩ sao cái tướng con gì mà kêu tôi với ông lên nhảy hip hop rồi cắm động đất hết rồi chắc bà con người ta cười ta chạy tán loạn luôn quá. Con nít nó nhảy phóng có bài cùng bản nó mình già đứt gân rồi nhảy cái gì giống nó mình mua khỉ hiểu không? Gì đó. Từ làm cho Tám đi cà phê coi, uống vô cái đầu nó khai quang, nó minh mẫn nó coi. Năng lượng trí óc người đàn ông là tỷ lệ thuận với lượng cà phê mà anh ta uống vô. Pha luôn ly cà phê liền đi, chạy lên. Trời ơi. Cái ly tôi pha nãy giờ mới trong ông chưa có hớp nào luôn á. Thì kêu làm ly mới nữa. Sao vậy? Đúng rồi. Thần kinh không ổn định hay sao vậy? Dạo này tôi sao đó, ly phê làm nãy giờ mà tôi còn không biết luôn á. Bây giờ đã như vậy rồi, còn biết vài năm nữa còn nhớ gì không? Con cháu mình là ai, nhà mình chỗ nào chứ bậy nhà người khác báo nữa. Tính tiền đi. Ủa tiền tới đâu Tư? Ủa tiền của Tám mà sao rồi Tám hỏi với Tư? Nói về vòng vòng đây có đôi ta thôi nha. Ê nói đàng hoàng nha. Chết trời. Ý rồi tôi móc túi ông hay gì à? Không không, cái đầu ông Thu là tôi không nhớ ai luôn á. Kỳ vậy ta? Về hỏi cục vàng. Đầu óc tôi giờ tôi giao hết cho nó rồi. Trời ơi. Kỳ đó. Cục già, bây giờ tí thề với con luôn. Tí lục tung tất cả cái áo của tí rồi. Tí tắm rửa, tí thay đồ y luôn rồi. Tí vẫn không tìm được còng tiền của tí ở đâu hết. Tí đi từ sáng tới giờ mới về nhà, sao con biết tiền tí để đâu được? Mấy triệu chứ đâu phải ít ỏi gì. Tí hả? Hay giờ tí ráng nhớ kỹ lại một lần nữa coi tí để ở đâu. Bà la, trả lại tâm trí tôi đây. Không nhớ gì hết à, hay là cái lúc mà tí gọi điện thoại cho con nói là tí quên đồ á, lúc đó là tí đang ở đâu? Ở với ai? Bà la, cà ma xin mùi. Không nhớ gì luôn. Không được rồi, tí đứng ra đây. Gì? Đứng đây gì? Kiểm tra tí mới được. 1 1 rưỡi, cái lọt 2 3. Tám ơi. Ủa gì Tám? Tiền nè. Tiền gì? Hồi sáng này đó Tám quên đóng cửa trái tim, cho nên Ngọc đi lạc vô trái tim của Tám đó. Ngày hôm ấy anh đi trong mưa, thế nhưng quên không khóa cửa. À, nhớ rồi. Tê có thấm hả? Thấm tía nốt là ru nốt mấy ú. Nhớ rồi, hồi sáng trái tim nhân hậu của Tám gửi tiền cho Thắm đi lên thăm con trên thị xã phải không? Đúng rồi, đến mà đến khi gặp con á thì nó nói là nó đã xin được việc làm thêm, cho nên nó không cần xài tiền của mẹ nữa, cho nên Thắm quay về đây, Thắm trả tiền lại cho Tám nè. Cảm ơn Tám nhiều nha. Về ạ. Chào tía dạ. Chào con tía dạ. Tía nghĩ ra tiết mục gì chưa? Nhớ cà gót tía làm gì không? Tía đừng có nói là 3-4 đêm nay tía thức tới sáng là để suy nghĩ tới tiết mục sắp tới nha. Là do lần đầu tiên tía đứng chung sân khấu cà rớt á, cho nên hơi bị áp lực. Hèn chi thức đêm liên tục như vậy, hỏi sao trí nhớ tí không bị ảnh hưởng? Nghĩa là tí mất trí nhớ là do tí thức đêm chứ không phải là do tuổi già bị mất trí nhớ hả? Chính xác, cái này con hỏi chị Google rồi. Gì hả? Trời ơi, vậy là tí quá mừng luôn rồi. Như vậy là tí phải vô ngủ lại liền để phục hồi trí nhớ. Tí không muốn á là tí mất trí nhớ rồi tí quên gái tí, tí quên cháu ngoại tí luôn. Tí ngủ liền nha, đi nha. Ủa tí, con chưa chồng mà con cái gì đây? Khoan nè. Không, định rủ Vy chơi hip hop nè, vừa đây mà. Tía, not my goal. Chào quý vị khán giả, Thảo Vy xin được phép thay mặt ekip Xóm 888 gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà quý khán giả đã dành cho Xóm 888 trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì Xóm 888 đang được phát vào lúc 19 giờ thứ 3 năm 7 hàng tuần trên kênh Sài Gòn TV Movie. Và xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi và đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả subscribe kênh Sài Gòn TV Movie để đón xem những tập tiếp theo cực hấp dẫn của Xóm 888 nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Khoa. Trong phim mình là Khoa, nhưng mà mọi người kêu là Khoa khờ. Không hiểu tại sao mọi người kêu mình như vậy nữa. À, các bạn có muốn biết tại sao không? Vậy thì các bạn hãy vào kênh YouTube Sài Gòn TV Movie vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 vào lúc 19 giờ nghe. Đừng quên đó, các bạn nhấn subscribe để theo dõi những tập tiếp theo và để giải mã tại sao mọi người kêu mình là Khoa khờ nha. Cảm ơn các bạn. Hi, chào cả nhà thân yêu và chào những vị khách đặc biệt của quán cà phê Tư Hà trong cái phim mà Xóm 888. Xin mời quý vị nếu yêu thích Xóm 88 của Linh Hà thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên kênh Sài Gòn TV Movie nhé. Có câu là muốn đi lẹ thì đi mình ơn, mà muốn đi dài thì hãy đi cùng nhau. Hữu Thạch cùng với ekip rất mong sự góp ý cũng như là comment cũng như là thả tim hay là đăng ký kênh thì càng tốt với công ty. Một lần nữa Hữu Thạch trên thay mặt ekip cảm ơn quý vị khán giả cùng quý bà con cô bác thật là nhiều và chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc ạ.